Nhật Kim Anh kể về vụ tai nạn xe kinh hoàng khi đi diễn năm 14 tuổi. Trong tập phát sóng mới đây của nhập gia tùy tục, ca sĩ Nhật Kim Anh đảm nhận vai trò khách mời. Tại đây có những chia sẻ về khoảng thời gian khủng hoảng tâm lý sau vụ tai nạn xe năm 14 tuổi. Dòng ca lâu đài cát thừa nhận có lúc cô không dám nhìn hay bước lên xe 12 chỗ vì bị ám ảnh bởi vụ tai nạn. Nhật Kim Anh kể khi ấy cô theo đoàn đa phan thiết biểu diễn. Lúc di chuyển về thành phố, đoàn ghé lại một khu chợ để mua sầu riêng. Sau đó cô và mọi người gặp sự cố khiến nữ ca sĩ nhớ mãi. Khi đi về khúc quanh xe 12 chỗ bị mất thắng, khúc cua như vậy rất gắt mà lại đang đổ dốc nữa. Sau đó xe lật xuống và xoay vòng, đầu tôi đập vào cửa kính. Tôi không thấy gì nữa. Đến khi xe lật đến vòng cuối cùng, tôi mở mắt ra thì mọi thứ đảo ngược. Diễn viên tiếng xét trong mưa chia sẻ khiến Harry Won vô cùng bất ngờ. Thời điểm vụ tai nạn xảy ra, nhiều người dân xung quanh thấy vậy nên đưa Nhật Kim Anh và các thành viên trong đoàn vào trạm xá. Mọi người ở trên xe bị sầu riêng đâm vào mặt, tôi có một thời gian bị khủng hoảng, bị sợ vì không dám bước lên xe. Tôi nghĩ nếu không được ơn trên giúp đỡ, nếu đó là đất bằng mà không phải cái mương thì chắc có lẽ đầu tôi sẽ nát bét. Dòng ca Lâu Đài Cát chia sẻ. Đồng thời Nhật Kim Anh nói thêm, cô phải mất nhiều thời gian để vượt qua được giai đoạn đó. Đến thời điểm hiện tại, mỗi khi bước lên xe 12 chỗ, bản thân cô vẫn không tránh khỏi cảm giác lo sợ vì bị ám ảnh vụ tai nạn trước đây. Đặc biệt là khi đi những khúc cua, hình ảnh đó cứ ùa về làm tôi rất rung. Vụ này xảy ra khi tôi 14 tuổi, nữ ca sĩ cho biết.